Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một củ cà rốt nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Mình sẽ lấy màu xanh để tô lá. Con cứ phải cắn chậm đi, phải cắn luôn đi con ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.